khi cha già đi thì đôi mắt sẽ mờ, chẳng nhìn thấy được con đang giấu điều chi. Khi cha già đi, những khi cha đánh đòn, con không phải sợ vì chẳng đau như lúc xưa. Khi cha già đi, bàn tay cha yếu dần, cha không thể nào ôm con như ngày thơ. Khi cha già đi, bờ vai cũng yếu dần, cha sẽ chẳng thể nào cõng trên lưng cả ngày. Vậy thì cha sẽ cố giúp hết tất cả cuộc đời để nuôi con khôn lớn, cho con yên vui ngày mai. Thời gian trôi nhanh lắm, thoáng chốc hết mấy năm trời. Chỉ mong rằng con vững vàng trên đôi chân khi cha già đi. Sẽ không thể nào dìu con đứng dậy khi con không thành công. Khi cha già đi, cha sẽ không gánh được những điều con đối mặt suốt mãi sau đường đời. Vậy thì cha sẽ cố Hãy subscribe.